Rồi, ok, bây giờ mọi người đang tập trung ở bãi để xe kế bên khách sạn để mà cúng xe trước khi khởi hành. Cúng xe trước khi mà chúng ta bắt đầu giải đấu chính thức. Ở đây là chúng ta thấy có một dàn CB 1000. Ok, hello anh Thanh. Mà mình còn con CB nào không ta? Chắc đủ hả anh? Bên này có CB 1001 với lại con CB 1003. Dàn ADV CB 500X, CB 500F 650. Hai con này nó giống nhau lắm các bạn. Nên là bữa nhìn lộn. Super 4 2 em su xe mình. Rồi con cua, mấy con cua. Rồi ADV qua MT09 Tracer. Đây MT09 Tracer của anh Sơn đi làm. Con này nhẹ không anh? Nhẹ hơn cua nhiều đúng không? Gì? Con này có nửa cua thôi. Chịu. Trời đó còn con cua, trời đó còn hai con cua nữa, hồi cũng phải dời à. Trời đó còn hai con cua nữa, hồi con cua nhét vô mới không thấy xe đó. Chiếc Harley của anh Trung. Của anh Trung Moto quận 8, anh Trung. Cái lọc gió, các bạn thấy lọc gió kinh không? CNC luôn. Okay, ở đây chúng ta sẽ có ba con bi kinh, hai con bi kinh rồi, đây là con nữa. Rồi ở đây là Z9 nè, Z1 nè, Z1, Z8, CB1000 neo, ngàn neo được ba con, xong tới cua. Rồi bên này các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một con Versys 1000 bốn máy. Xe này 250 á anh. Xe này 250 đúng không? 250 nhân 4. 250 một máy. Chà. Nguyên bộ thùng. Trời, tem này hơi bị đỉnh nè các bạn. Rất. Đây là Kawasaki Concord. Kawasaki Concord 1400 nha các bạn. Rồi mọi người đang dời lại đội hình xe để cho đẹp nhất có thể ha. Để mà mình có một cái lễ cúng nó thật là đẹp và nghiêm chỉnh. Rồi, mọi người đã xếp xong xe ha và bây giờ đang chờ bên xe đạp qua. Đây, đầy đủ rất là nhiều xe các bạn. Giờ này có bi quá. Ok, mọi người đang chụp hình lưu niệm với xe ha. Trước khi cúng. Góc góc bên này là mọi người đang chuẩn bị bàn cúng ha. Thì lo phần chính bàn cúng là anh Lâm Thanh Sơn, Sơn diễn viên. Anh Sơn diễn viên nổi tiếng bữa các bạn. Ở đây có Khôi Vlog nè, anh Vũ nè, anh Phong. Ok, và phía bên xe đạp đã tới xếp xe và sẽ cúng xe với mọi người luôn. Ở bên xe đạp của thành phố mình nè các bạn. Mọi người cũng đã tập trung để chụp tấm hình. Rồi, photo chính đợt này là bạn Naki với lại anh Hà. Đó, anh Hà. Chưa xe đạp á?
đúng rồi. Rồi bây giờ là mọi người, bây giờ là hai anh lớn sẽ dời, mấy anh sẽ dời hai cái xe hơi vô để hai góc hai bên. Rồi bây giờ là mấy anh bên ban điều hành sẽ thắp hương và khấn cầu mong một mùa giải an lành, an toàn trên mọi nẻo đường cho tất cả mọi người. Phong với lại Tu của Tuân mới quá các bạn. Sau khi mà mọi người thắp nhang ở ngoài thì chúng ta sẽ vô thắp nhang ở trong xe ha, thắp một cây trong xe để cầu an bình cho xe của mình. Khi mà thắp nhang xong thì tất cả các xe đều sẽ được khởi động. Xem mình đây, cảm giác lần đầu cuốn xe chung với mọi người rất là khó tả các bạn. Đây là anh Phúc, một thành viên mới vào và sẽ đi chuyến này tự túc hoàn toàn. Rất là mong chúng ta sẽ trở thành những anh em tốt. Quẩy banh nóc luôn nha các bạn. Rồi ấy lá bưởi để trừ những cái không nên ha. Lá bưởi để trừ những cái không nên trên đường. Cảm mong mùa giải thật là an toàn. Rồi, và cuối cùng thì mọi người đã cúng xe xong hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày thứ 2. Ngày thứ 2 của Cúc Truyền Hình HTV ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong ngày thứ 3. Ok, đây là view Hạ Long buổi chiều nè các bạn. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Xịn thọ luôn.